Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 bùng phát, hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tại nhiều địa phương trên cả nước vẫn diễn biến phức tạp với nhiều thủ đoạn tinh vi và không có dấu hiệu hạ nhiệt. Tại tỉnh Sóc Trăng, gần đây nhiều vụ việc như thế bị phanh phui. Công tác kiểm tra giám sát ở lĩnh vực này cũng được siết chặt hơn, đặc biệt là trong lĩnh vực xăng dầu và ga là những mặt hàng thông dụng trong đời sống. Chỉ tính trong tháng 8 vừa qua, các đơn vị thành viên Ban chỉ đạo 389 tỉnh Sóc Trăng đã tiến hành hơn 1.700 cuộc thanh tra, kiểm tra, tuần tra, kiểm soát chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Qua đó, đã phát hiện và xử lý 35 vụ việc với 42 đối tượng vi phạm. Riêng trong lĩnh vực xăng dầu, gas, tính từ đầu năm đến nay đã có hơn 100 vụ được kiểm tra, xử lý. Lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính, thu nộp ngân sách cũng hơn 1 tỷ đồng. Thì trong thời gian tới, chúng tôi cũng cho anh em nắm địa bàn về khảo sát nếu các cơ sở kinh doanh mà lợi dụng mùa như thế này, kinh doanh bất hợp pháp thì chúng tôi cương quyết xử lý theo đúng theo quy định pháp luật. Việc tăng cường công tác phòng chống buôn lậu, kiểm tra và xử lý các trường hợp vi phạm trong lĩnh vực xăng dầu, kiểm tra đột xuất các cơ sở có dấu hiệu vi phạm về đầu cơ, găm hàng, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng và các hành vi gian lận khác trong kinh doanh xăng dầu, gas đã góp phần ổn định thị trường đối với các mặt hàng này. Đặc biệt, trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp hiện nay, công tác này lại càng quan trọng hơn, góp phần trong việc phát hiện và xử lý các trường hợp lợi dụng dịch bệnh để trục lợi cá nhân. Trước tình hình dịch bệnh thế này, thì chúng tôi cũng là đổi mới công tác kiểm tra kiểm soát thị trường về dùng công nghệ thông tin, tuyên truyền lên các phương tiện thông tin đại chúng và kiểm tra kiểm soát thị trường qua nắm địa bàn và báo cáo của người dân có đường dây nóng thì trực 24/24. Dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng đến công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Tuy nhiên, với những chương trình, kế hoạch phù hợp với tình hình dịch bệnh, tỉnh Sóc Trăng đã kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm nhiều trường hợp vi phạm, qua đó góp phần ngăn chặn những nguy cơ khôn lường có thể xảy ra cho tính mạng và tài sản của người tiêu dùng.